Cần chút thời gian thì bắt đầu qua cái bài mới một chút để bữa sau mình tiếp tục chứ không thôi không kịp. Các em có thấy bài mới chưa? Dạ thầy ơi. Bài nãy rất là khó cho nên thầy định là giải giảng xong thì thôi, nhưng mà còn mấy bài nữa thành ra theo bài này cũng quan trọng, thầy giảng một chút rồi khoảng chừng 3 giờ. 3 giờ kém mình nghỉ. Thầy giảng liên tục mình nghỉ luôn. À, phụ ở cấp, đây là một bài nó nằm trong cái bài giống như mình học bài suy tim, nhưng mà đây là suy tim cấp nha. Mình đã dùng chữ suy tim cấp cũng được nhưng mà có điều là nó ảnh hưởng đến phổ, người ta dùng chữ phụ ở cấp. Mục tiêu học tập thì các em lưu ý là trình bày được cơ chế bệnh sinh của phụ phổi cấp, trình bày được phân loại phụ phổi cấp, trình bày được lâm sàng và cận lâm sàng, trình bày được các tiêu chuẩn để phân biệt phụ cấp với cơn hen phế quản, trình bày được các tiêu chuẩn phân biệt phụ cấp với những do tim với không do tim. À, trong lưu ý là bài này chỉ là phụ cấp do tim nha, à, đừng có bắt lỗi thầy nghe. Và thầy cũng không muốn đánh đố các em, thầy khu trú lại là phù phổi cấp do tim, có nghĩa là vì lý do gì đó tim mình nó bị yếu đi thành ra máu nó mới dịch nó mới thoát ra trong phổi, nó gây ra phù phổi chứ không phải phù phổi do những nguyên nhân khác, ví dụ như là mình tiếp xúc với hơi độc khí độc nó cũng gây phù phổi, nhưng mà trong trường hợp nó chỉ có cái phổi bị mà cái tim bình thường, ví dụ như bệnh nhân bị cháy nhà, cháy nhà bệnh nhân vô cấp cứu vì phù phổi là do lúc đó người ta hít phải cái khí CO và CO2 nó làm cho tổn thương vô mô phổi thì nó gây ra phù phổi cấp nhưng mà không do tim. À, rồi cơ chế bệnh sinh, lưu ý là chúng ta có cái định luật hay là luật cân bằng Starling, là nghĩa là tăng áp lực mao mạch phổi, giảm áp lực keo huyết tương, tăng áp lực mô kẽ, tổn thương hàng rào phế nang mao mạch, tắc mạch bạch huyết. Và cơ chế như vậy là có bốn cái cơ chế bệnh sinh. Bệnh sinh thứ nhất là mất cân bằng lực Starling, cái thứ hai là tổn thương hàng rào phế nang, cái thứ ba là tắc mạch bạch huyết. Đây là cái mạch nó dẫn bớt cái những cái chất protein ra ngoài để nó không có làm bị lấp đầy trong phế nang, mà nếu như mạch bạch huyết bị tắc thì nó cũng gây ra phù phổi. Và cơ chế vô căng là người ta tìm hoài không thấy. Đây là cái hình thầy vẽ, mà đây thầy vẽ này là thầy vẽ nghe, thầy vẽ này nó thầy vẽ, thầy vẽ đây là gì? Đây là cái lòng mạch, đây là cái lòng của mạch máu. Bây giờ vì trong lòng mạch nó có một cái áp lực thủy tĩnh, trong lòng mạch nó có áp lực keo, ở ngoài lòng mạch nó cũng có áp lực thủy tĩnh và áp lực keo, cho nên áp lực thủy tĩnh thì nó xu hướng nó đẩy dịch ra, áp lực thủy tĩnh ở ngoài thì có xu hướng đẩy cái dịch nó vào, nhưng mà áp lực keo thì nó làm cái động tác là nó hút dịch vào, và áp lực keo bên ngoài thì nó cái động tác là nó hút dịch ra. Ví dụ trong đây là có nước, ví dụ trong đây là nước thì nước theo áp lực thủy tĩnh mà cao thì nó sẽ đẩy nước ra ngoài. À, nước ở đây mà nó có nhiều thì ở ngoài chất keo nó nhiều thì áp lực keo nó hút nước ra, nó hai anh này là một, một anh hút một anh kéo, tương tự như vậy hai anh này vậy, một anh hút và một anh kéo. Cái người hút là áp lực keo, áp lực keo, cái người đẩy là áp lực thủy tĩnh, thành ra các em không có được lộn. Cho nên một cái phương trình lưu lượng ròng của chất lỏng được viết tắt là Q IVAT này, mình gọi là IV có nghĩa là trong lòng mạch, intravascular, IT là interstitial cell có nghĩa là mô kẽ. Như vậy thì cái lưu lượng này nó sẽ bằng cái hệ số K nhân cho cái hiệu giữa hai áp lực thủy tĩnh ngoài và trong, hay là trong và ngoài, trừ cho cái hiệu số giữa áp lực mô kẽ, tức là áp lực keo mô kẽ ở trong và ngoài, nhân với hệ số alpha. Hệ số alpha là cái hệ số phản xạ, đây hệ số phản xạ đây. Như vậy thì khi mà cái mất cân bằng cái phương trình này thì nó sẽ gây ra nhiều chuyện, trong đó có phụ cấp. Vậy thì đây là cái áp lực mình gọi là áp lực động mạch, áp lực tĩnh mạch. Như vậy thì đây là cái phế nang nằm đây, cho nên phổi nó có nhiều vùng, cho nên khi phù phổi các em có thấy là nó sẽ xuất hiện ở vùng thấp trước, sau đó lên cao nữa đỉnh phổi. Thành ra ở cái vùng vùng số 3 này thì
đây vùng số 1 trước đi. Vùng số 1 trước thì các em nhìn thấy kỹ này hơn, mà áp lực phế nang nó cao hơn áp lực động mạch và nó cao hơn áp lực tĩnh mạch nha. Thành ra phế nang nó còn trống, nó không có máu vô, không có dịch vô. Áp vùng số 2, áp lực động mạch bắt đầu nó cao hơn áp lực phế nang, thành ra bắt đầu dịch nó vô trong phế nang đó. Rồi cái vùng số 3 là áp lực động mạch nó cao hơn áp lực tĩnh mạch luôn, mà nó cao hơn áp lực phế nang, thì vùng này là phế nang này là tràn ngập luôn. Rồi như vậy cái cơ chế bệnh sinh thì giai đoạn 1 nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là áp lực nhĩ trái tăng cao gây căng và mở các cái mạch máu nhỏ ở phổi. Ở giai đoạn này thì sự trao đổi khí qua sau sự trao đổi khí máu không xấu đi, nhưng mà thậm chí có thể được cải thiện đôi chút, nên là chưa có gì hết. Bởi vì áp lực phế nang nó, áp lực nhĩ trái nó tăng cao. Nhưng mà qua giai đoạn 2 thì chất lỏng và chất keo chuyển vào trong khoảng kẽ phổi từ các mao mạch phổi, nhưng mà sự gia tăng ban đầu của dòng chảy mạch huyết sẽ loại bỏ hết một số chất lỏng có hiệu quả. Cho nên mạch bạch huyết lúc này đang hoạt động rất là dữ để gì, nó giữ cân bằng. Nhưng mà vì một lý do gì đó mạch bạch huyết này nó bị tắc hoặc nó giãn không hết, thì lúc đó là nó tích tụ chất lỏng bên trong mô kẽ sẽ làm tổn thương các đường thở nhỏ và dẫn đến là tình trạng là thiếu oxy. Đây. Rồi giai đoạn 3 thì quá trình lọc chất lỏng tiếp tục tăng lên và quá trình lấp đầy khoảng kẽ chất lỏng sẽ khoảng kẽ lỏng lẻo xảy ra, và chất lỏng tích tụ trong cái khoảng kẽ tương đối không dung nạp được, thì lúc đó nó quá nhiều rồi, thì lúc đó nó gây phù phổi cấp. Không gian khoảng kẽ có thể chứa tới 500 ml chất lỏng, thành ra quá cái số này thì nó sẽ tích tụ và nó sẽ tràn ngập phế nang. Cho nên bệnh nhân mà phù phổi thì các em sẽ thấy rằng là họ họ sẽ khạc ra cái gì, sẽ đầm màu hồng, tại trong đó có hồng cầu. Ở giai đoạn này thì những bất thường trong trao đổi khí là đáng chú ý, nghĩa là gì, nó tăng quá mức mà bệnh nhân không thở nổi. Như vậy các bệnh có thể gây ra phù phổi cấp do tim là gồm có gì, tắc nghẽn đường ra của tâm nhĩ, ví dụ như hẹp van hai lá, rối loạn chức năng tâm thu thất trái, thì thất trái bóp ra ông nội thì máu nó sẽ ứ lại trong thất trái và nó tăng cái áp lực cuối tâm trương thất trái, và nó gây ra suy thất trái mãn tính, thường là kết quả của suy tim sung huyết, nó cũng gây ra rối loạn chức năng tâm trương thất trái cũng bị luôn. Rối loạn nhịp tim nó đánh nhanh quá, giống như nãy mình học bài kia, nó nhanh quá thì nó không có hiệu quả, thì nó ứ ngược lên trên, là quá tải lưu lượng thất trái. Quá tải lưu lượng thất trái thì nó cũng gây ra, bởi vì máu nó về nhiều quá, máu bóp ra không nổi, thành ra nó cũng gây ra tình trạng là phù cấp cho tim, tức là ứ ngược lên trên phổi. Nhồi máu cơ tim cấp tất nhiên nó làm cho ảnh hưởng suy thất trái rồi, thành ra nó sẽ gây ra phù phổi cấp. Clip 3 đó là clip mà phù phổi cấp đó nha, lưu ý nha. Nhồi máu cơ tim clip 1 là phần lớn là bình thường, clip 2 là bắt đầu có ran ở 1/3 dưới đáy phổi, clip 3 là phù phổi cấp. Cho nên em chẩn đoán là nhồi máu cơ tim clip 3 có nghĩa là bệnh nhân đang phù phổi cấp. Clip 4 là choáng tim, thì cái bài choáng tim bữa nó sẽ học. Cho nên hôm nay mình học là clip 3, thì bữa sau mình học clip 4 là choáng tim. Tắc nghẽn đường ra thất trái trong trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp dữ dội, bệnh nhân tăng huyết áp quá cao, tim bóp ra không nổi, thì lúc đó tim nó cũng phù phổi cấp. Rồi tiên lượng là tỷ lệ tiên lượng nó phụ thuộc vào cái bệnh của bệnh nhân, chứ không phải là cái điều trị của mình có hiệu quả hay không nha. Thì cái này các em có thể đọc. Nhồi máu cơ tim mà huyết áp liên quan tới tiền sử nhập viện thường xuyên hay không, phù cấp thường làm tăng tử vong, mỗi lần phù cấp là mỗi lần cơ tim nó chịu đựng thêm một lần nữa, và bệnh nhân này có cái hiện tượng là sau phù cấp thường thường là bệnh nhân được hoặc là được đặt nội quản, hoặc là bệnh nhân bị viêm phổi sau đặt nội quản, thì cái tiên lượng phụ thuộc vào những bệnh kèm theo. Mình học thêm chút xíu nữa đi, thầy nói hậu hết hơi. Phù cấp có các đặc điểm lâm sàng là gì, đó là một diễn tiến kịch tính, nghĩa là diễn tiến rất là gấp cấp của thất trái. Bệnh nhân bắt đầu đột ngột bởi khó thở, lo lắng, cảm giác như là chết đuối, nghĩa là gì, chết đuối trên cạn, nghĩa là bị ngột thở. Các biểu hiện lâm sàng của phù phổi cấp thì phản ánh bằng cái tình trạng thiếu oxy và tăng trương lực giao cảm. Thiếu oxy là bệnh nhân sẽ có hiện tượng là xanh tím, hoặc là tăng lực giao cảm là bệnh nhân sẽ có hiện tượng là mạch nhanh, huyết áp tụt. Vâng, bệnh nhân thường khó thở và ra rất là nhiều mồ hôi,
Đó. Cho nên khi hỏi bệnh sử của em là mình án á, mà tới lúc mà bệnh nhân vào, bây giờ bệnh nhân khỏe rồi á, mà lúc bệnh nhân vô bị phục vụ cấp á, thì các em phải mô tả cho đúng cái này. Nên khi mà mình khám bệnh nhân, lúc mình đang ra cơn thì đâu còn nữa, nên thường là mình mới đi trực mình mới thấy được. Thường là người ta khó thở kịch phát về đêm nha, khó thở khi nằm, nằm đầu thấp là bị ho là triệu chứng thường gặp, nhớ ha, ho là gặp hoài. Cho nên một trong những tiêu chuẩn Framingham, tiêu chuẩn phụ tiêu chuẩn chính là liên quan tới cái vụ này, khó thở kịch phát về đêm là tiêu chuẩn chính nè, nghe không? Ho là triệu chứng thường gặp, có thể dẫn đến dấu hiệu sớm từ tình trạng phù phổi cấp, ăn rối loạn chức năng thất trái mãn tính. Này, đàm màu hồng là do mình nghe khạc đàm màu hồng á, thì đó cũng là một tình trạng là bệnh nhân đang có dấu hiệu nha, dấu hiệu của thoát dịch ở phía nam. Đau ngực nên trình báo bác sĩ về thiếu máu cục bộ, hoặc là bản thân là những cái bệnh lý khác nó cũng gây ra đau ngực. Thật ra đau ngực nó cũng là một cái dấu hiệu chung chung của nhiều bệnh. Khám lâm sàng thì triệu chứng thực thể của bệnh nhân phụ cấp đáng chú ý là người ta mình sẽ thấy là gì, thở nhanh và nhịp tim rất là nhanh, huyết áp có thể tăng hoặc huyết áp có thể tụt tùy theo cái giai đoạn. Nhưng mà thầy lưu ý với các em là khi bệnh nhân tới với mình một cái phù phổi cấp mà huyết áp nó còn cao thì điều trị nó rất là dễ ra. Nếu bệnh nhân tới với chúng ta mà phù phổi cấp mà huyết áp đã tụt rồi thì gần như là bệnh nhân này chắc chắn là xẹp luôn một lúc luôn, chết. Cho nên khi bệnh nhân tới mà huyết áp còn cao hồi sức dễ lắm, dễ hơn. Bệnh nhân thường thường là có hiện tượng kích thích, lo lắng, toát mồ hôi. Tăng huyết áp thường là do cường giao cảm giai đoạn đầu, nhưng mà huyết áp cho thấy là, nhưng mà khi mà huyết áp mà không còn tăng nữa thì lúc đó là bệnh nhân này đã xuống dốc rồi. Nhớ ha, nghe phổi thường là nghe được rên ẩm, tiếng lạo xạo của rên ẩm và rên nổ, có thể tiếng khò khè. Rên thường nghe thấy ở đáy phổi là đầu tiên, rồi sau đó từ từ nó sẽ dâng lên hết hai cái phổi luôn. Nếu mà ra tới đỉnh phổi rồi thì thông thường là bệnh nhân này đã suy hô hấp rất là nặng rồi. Khám lâm sàng mình coi thể tiếng galo T3 hay là tiếng S3, thấy không? Tĩnh mạch cổ nổi, nghe tiếng phổi có thể giúp chẩn đoán được bệnh van tim, ví dụ như bệnh thở hai lá chẳng hạn, như hẹp van hai lá. Hẹp van động mạch chủ có liên quan đến tiếng thở tâm thu, thì cái này là trong bài van tim mình nghe rồi nha, mình học rồi, thành ra phải đi nhanh. Đầu ngược van hai lá cấp tính, chữ đầu ngược là regurgitation, đầu ngược cấp tính nó sẽ làm cho tiếng thổi tâm thu, nghe bỏ em bỏ nghe rõ nhất ở cái đỉnh hoặc là bờ dưới cái xương ức bên trái nghe lan ra nách. Trong bối cảnh thiếu máu cơ tim thì có thể đây là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp do đứt dây chằng, thì nếu mà em nào mà làm lâm sàng nhiều thì cái này cũng hay gặp lắm nha. Hẹp van hai lá thì ra tiếng T1 đanh, T1 lớn, đồ tâm trương. Thì khám lâm sàng thì đáng chú ý là da xanh xao với lốm đốm do co mạch ngoại vi nha. Bệnh nhân suy thất trái đồng thời có thể biểu hiện gan to, phản hồi gan tĩnh mạch cảnh hoặc là phù ngoại vi. Phù với cấp nặng thì có thể liên quan đến trạng thái tinh thần là thiếu oxy hoặc tăng CO2, ứ CO2. Rồi. Thì lâm sàng, khám lâm sàng chúng ta đề nghị siêu âm tim, xin lỗi, đề nghị quang tim phổi thì mình có thể thấy cái gì? Thì bữa trước thầy có chiếu cho các em cái hình phù ở cấp rồi ha, thì cái bóng tim thường thường là chỉ số tim ngực của bệnh nhân nó rất là to, mà cái thắt trái nó lớn đứng dưới ha. Rồi này là dấu hiệu xung huyết phổi nè, thấy không? Đây xung huyết phổi, đây từ từ nó lên lên tới đây luôn hai bên rồi. Phù cấp nên được phân biệt với phù phổi cấp liên quan tới tổn thương phế nang mong mạch gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác, lưu ý ha. Phù phổi cấp mà do tim, phù phổi cấp do tim nó là khác. Tổn thương hàng rào phế nang mong mạch có thể gặp trong các chấn thương phổi trực tiếp, ví dụ như viêm phổi nè, ví dụ như là COVID cũng là một dạng viêm phù phổi cấp do ông virus corona. Rồi tổn thương phổi gián tiếp ví dụ do nhiễm trùng, sốc, truyền máu vân vân, như vậy thì mình phải chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán lâm sàng. Một số tình trạng liên quan đến phù phổi cấp không do tim chủ yếu là liên quan đến ảnh hưởng đến cái lực Starling hơn là hàng rào phế nang mong mạch.
Một số tính năng có thể phân biệt phụ cấp với là phụ cấp không giao tiêm. Phụ cấp giao tiêm với phụ cấp không giao tiêm là trong phụ cấp giao tiêm thì thường có tiền sử của một bệnh, một biến cố tim cấp tính, khám thực thể thì cho thấy tình trạng tiếng tim vân vân, còn phụ cấp không giao tiêm thì thường thường là không giao tiêm. Thì thường thường là bệnh nhân vẫn có mạch ngoại vi là rõ, chi ấm, mạch đều vân vân. Còn nếu mà phụ cấp giao tiêm thì thông thường là các biểu hiện của tim và mạch ở ngoại biên nó có vấn đề. Lưu ý một lần nữa ha, các em lưu ý là nếu mình đo áp lực động mạch phổ biết thì áp lực động mạch phổ biết thường là trên 18 mm thủy ngân thì bắt đầu đe dọa phụ cấp, mà trên 25 mm thủy ngân là chắc chắn là phụ cấp nha. Cho nên từ 18 đến 25 là đây là cái khoảng dung nạp của một số bệnh nhân. Bình thường chỉ có 10, 12 tới 14, 12 mm thủy ngân thôi. Chẩn đoán lâm sàng thì các điều kiện xem xét trong chẩn đoán phụ cấp thì gồm có là chẩn đoán phân biệt với phụ cấp do tim thì gồm có tràn khí màng phổi, phụ cấp do độ cao, phụ cấp do thần kinh, phụ thuyên tắc phổi hoặc là siêu hấp, nó cũng giống giống phụ cấp. Nên các em phải lúc mà đi đi lâm sàng mà làm bệnh án mà chẩn đoán phụ cấp thì lưu ý là mình chẩn đoán phân biệt với các cái này. Chẩn đoán phân biệt tiếp theo là hội chứng siêu hấp cấp tính hen suyễn, cũng rất là giống giống viêm phổi do vi khuẩn virus, ví dụ như SARS-CoV, sốc tim. Sốc tim là một dạng khác của phù phổi nhưng mà nó diễn tiến sau giai đoạn phù phổi, thì giai đoạn sau phù phổi là sẽ là sốc tim. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, khí phế thủng, hội chứng Goodpasture, nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi và viêm phổi do virus. Đây là đây một cấp tính toàn cầu đây. Rồi, hôm nay mình học tới cái chỗ này thôi. Bữa sau mình học tiếp nữa bài này. À, thầy lưu ý với các em là cái bài này cũng là một cái bài tương đối chính của cái chương trình giảng. Đây là một những cái dạng bài suy tim cấp tính. Thầy muốn các em phải nắm cho được một số cái điều cơ bản. Còn cái thời lượng nó không có cho phép giảng nhiều, thành ra thầy muốn nhấn mạnh một số điểm thôi. À, thì lưu ý lại là các em lưu ý là nhớ lại cái định luật cân bằng Starling và áp lực mao kẽ mao mạch phổi và phế nang và áp lực trong mạch máu và cái hàng rào mao mạch huyết. Như vậy đây là cái lưu đồ chính để chúng ta biết được cơ chế bệnh sinh. Vì một lý do gì đó áp lực trong này tăng quá cao thì nó sẽ đẩy cái dịch ra ngoài. Vì một lý do gì đó ở ngoài mô kẽ nó có quá nhiều các cái thành phần gọi là áp lực keo, là nó hút cái chất lỏng ra ngoài, thì lúc đó nó làm cho cái bên ngoài phế nang mô kẽ này nó sẽ phế nang ngoài ngoài đây thì nó sẽ chứa rất là nhiều và như vậy nó làm cho cái chuyện là phù phổi hay là phù khi phù hay phù phổi. Phù phổi là một dạng đặc biệt của phù ha, lưu ý chuyện đó. Nó là một dạng đặc biệt khác của phù, thành ra khi phù phổi thì nó là ở phổi, còn phù ngoại biên ví dụ như da mình chân cẳng được phù thì nó là phù ngoại biên. Rồi như vậy thì khi mà mình xét các cái vùng thì cái vùng 1, vùng số 2 và vùng số 3, thì cái vùng số 3 là vùng mà áp lực động mạch nó cao hơn áp lực phế nang, áp lực tĩnh mạch luôn mà cao hơn áp lực phế nang. Chính vì vậy mà áp lực thủy tĩnh của bệnh nhân nó sẽ thoát vào, nó đẩy cái dịch vào trong phế nang. Những cái túi phế nang này chứa rất là nhiều nhiều dịch trong đây là do áp lực động mạch nó cao hơn cả áp lực tĩnh mạch và nó cao hơn phế nang. Cho nên lúc đó bệnh nhân chỉ còn sống mỗi cái đỉnh phổi thôi, có nghĩa là gì, bệnh nhân ngồi lên thở mới nổi, thì trong trường hợp đó là áp lực phế nang vùng này nó vẫn còn cao. Thành ra trong trường hợp bệnh nhân phù phổi, hồi xưa thầy là cho bệnh nhân ngồi ngồi lên để điều trị phù phổi. Để làm chi? Để máu nó dồn xuống dưới chân của bệnh nhân, nó dồn xuống dưới người của bệnh nhân đây và garo dưới chân lại nha, lấy dây thun cột. Thì lúc đó mình cho máu nó dồn xuống dưới chân này, điều trị phù phổi là phải dựng bệnh nhân dậy luôn, ngồi dậy. Thì đây là theo nguyên lý này, có nghĩa là áp lực thủy tĩnh. Cơ chế bệnh sinh có 3 giai đoạn nhớ ha, giai đoạn đầu là mới tăng thôi thì chưa có gì, giai đoạn 2 thì là sự chống cự, tức là sự cố tình cố gắng lấy lại quân bình của cái hệ bạch huyết của bệnh nhân, cũng là tư thế của bệnh nhân. Nhưng mà giai đoạn này nếu như không hoàn thành, không được thực hiện được tốt thì bệnh nhân sẽ chuyển qua giai đoạn 3. Thì trong trường hợp đó đã chứa quá 500 ml chất lỏng trong mô kẽ rồi thì nó sẽ không còn chứa nổi nữa và lúc đó là nó sẽ thoát vào phế nang.
nên các bệnh gây ra phù phổi cấp thì các em lưu ý là trong quá trình chẩn đoán bệnh nguyên thì bạn lưu ý là đây là những cái bệnh có thể gây ra. Và hôm nay mình học tới cái cận lâm sàng thôi, lưu ý là các em học qua bệnh sử và hỏi cho rõ bệnh sử nghe. Rồi học tới phần cận lâm sàng, dừng tới trước cái phần cận lâm sàng và hôm sau chúng ta học tiếp. Hôm nay mình học 1:30, bữa sau mình học khoảng chừng 7:30 nữa thì mình đúng không? Thành ra nếu mà cái áp lực ở thủy tĩnh ở ngoài nó lại cao, mà áp lực thủy ở cái áp lực keo ở ngoài ở trong mô mạch nó lại ít đi, thì cả hai cái điều kiện này nó sẽ làm cho nước nó thoát ra bên ngoài. Đó chính là cái đặc điểm như vậy. Đúng rồi. Rồi. Thì chẩn đoán lâm sàng. Ở đây thầy nhắc luôn cái bệnh nhân phù phổi cấp không do tim á, thì có ngoại vi thường thường là nó ấm nha, và cái áp lực mao mạch phổ biết của họ thường thường nó không có cao. Còn nếu phù phổi cấp mà do tim á thì thường thường là áp lực động mạch phổ biết nó sẽ cao nha. Cho nên khi mà biết do tim hay không do tim thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là người ít ra người ta đặt cái xoang xoang gan, hoặc là nó tệ hơn nữa thì người ta đặt cái áp lực tĩnh mạch trung tâm. Cho nên người ta nói là phù phổi cấp do tim thì thường thường là áp lực động mạch phổ biết trên 18, còn nếu mà nhỏ hơn 18 mm thủy ngân đó thì phổi cấp không do tim. Đây là cái đặc điểm quan trọng. Nếu như trường hợp mà mình đo áp lực động mạch phổi biết mà nó trên 25 thì chắc chắn là phù phổi cấp do tim gây ra. Còn từ 18 tới 25 thì đây là cái khoảng mà tùy bệnh nhân họ thích nghi hay không. Rồi, chẩn đoán lâm sàng thì cần phân biệt xem xét các trường hợp phù phổi cấp bao gồm sau đây là thường thường mình sẽ phân biệt đó là tràn khí, phù phổi cấp ở độ cao, phù phổi cấp do thần kinh, thuyên tắc phổi và suy hô hấp. Đây là những bệnh lý mà có cảm giác giống như nó phù phổi cấp nhưng thực ra nó không phải. Phù phổi cấp ở độ cao thì đặc tính nó khác, phù phổi cấp do thần kinh thì cũng khác, và thuyên tắc phổi là cái mà mình hay gặp. Chẩn đoán phân biệt thì có rất nhiều bệnh lý nó làm cho tổn thương phổi, ví dụ như là hội chứng ARDS tức là suy hô hấp cấp người lớn, hen suyễn, sốc tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, khí huyết thủng, hội chứng Goodpasture hay là nhồi máu cơ tim, nó cũng gây ra những tình trạng phù phổi cấp mà mình phải phân biệt cái dạng của nó. Ví dụ như nhồi máu cơ tim mà có thể phù phổi cấp đó là người ta gọi là nhồi máu cơ tim cylip 3 đó nha, tức nghĩa là lúc đó là trực tiếp là cái bệnh lý nhồi máu cơ tim này nó gây ra nha. Còn những cái bệnh lý khác thì mình phải phân biệt, cho nên nó có rất là nhiều bệnh. Như vậy thì để đánh giá lâm sàng thì chúng ta có những cái xét nghiệm hoặc là những cái xét nghiệm máu và hình ảnh. Các em có nghe rõ không? Dạ rõ thầy. Rồi, cận lâm sàng. Tôi xin lỗi, không biết sao nó lại chạy tim. Rồi, thì mình làm xét nghiệm. Thì thầy hay nói với các em là để chẩn đoán thì mình có xét nghiệm để chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt, đúng không? Còn xét nghiệm thường quy thì cho nên mình có những xét nghiệm mà thường quy và những xét nghiệm để chẩn đoán. Vậy thì xét nghiệm thông thường là mình gặp bệnh nhân phù phổi cấp, hay là các em coi lại hồ sơ lúc bệnh nhân vào phù phổi cấp thì thấy họ sẽ làm gì, công thức máu rồi các cái xét nghiệm về điện giải, bun rề hay là đo oxy, oxy sung hoặc là điện tâm đồ hay là chụp các lớp. Thực ra chụp các lớp này không phải để chẩn đoán phù phổi cấp mà đôi khi mình chẩn đoán phân biệt với là cái gì, thuyên tắc phổi hay là những bệnh lý khác của phổi mình không thể phân biệt được. Đây là cái xét nghiệm mà mình hay dùng để trong chẩn đoán suy tim cấp hay là gọi phù phổi cấp do tim á, thì rõ ràng mình thấy là cái ngưỡng chẩn đoán á, thì nó thường BNP thường thường người ta lấy 100, nhưng mà tùy theo một số nghiên cứu con số nó có thể nó tăng tới 400, nhưng mà con giá trị chung là chúng ta lấy BNP thì lấy 100 trong cấp tính ha. Rồi xét nghiệm NT-proBNP thì thường nó sẽ cao hơn cái giá trị của BNP rất là nhiều. Thường thường người ta lấy khoảng chừng 400 tới 450 trở lên để người ta chẩn đoán ha, tùy theo tuổi bệnh nhân mà cái ngưỡng nó có thể nó kéo dài hơn, có nghĩa là ngưỡng nó cao hơn. Rồi ít quang phổi thì bữa trước mình học bài van tim rồi, thì các em nhớ cái hình ảnh phù cánh bướm rồi ha. Thành ra chụp phim phổi là một cái công tác, một cái công việc rất là đơn giản nhưng mà giúp mình chẩn đoán rất là nhanh. Như vậy mình sẽ thấy được cái gì, mình sẽ thấy được tim to, những đường capillary hay là những cái mạch máu hay những cái dòng máu, những cái mạch máu nó giãn phình ra, phù phù bên dưới gọi là hình ảnh phù hay là xung huyết á,
không có khí phế quản gì hết, tức là nó mờ hết trơn. Có tràn dịch màng phổi hay không là tùy vào cái tình trạng bệnh nhân suy tim trước đó. Nếu như bệnh nhân suy tim mãn tính trước đó thì thường thường mình sẽ thấy hình ảnh phù vỡ cấp. Cho nên trên cái hình ảnh này bữa trước mình học rồi ha, mình thấy phù ở chân là mình không thấy khí phế quản đâu hết, thì người ta là gờ phù rồi đây. Mình sẽ thấy bóng tim lớn nè, thấy không? Tỷ số tim ngực trên 0,6 trở lên hoặc là thậm chí 0,7. Bình thường chỉ là 0,5 tới 0,55 thôi. Còn đây là hình ảnh phù con bướm ha. Từ đầu tiên mình thấy từ dưới và sau một thời gian phù nhiều mình không kiểm soát được thì nó sẽ dâng lên, và thông thường là nó từ trong nó đi ra ngoài giống như thế này. Như vậy thì nếu mà phổi nó phù phổi mà nó rút đi rồi thì mấy em sẽ thấy cái bóng tim nó lớn ha, và hình ảnh phổi nó sẽ sáng trở lại giống như vậy. À, bữa trước mình học bài van tim rồi, thì đây là cái bóng tim của những bệnh nhân khác nhau ha. Mình chụp thì lúc đó bệnh nhân đang hồi sức nằm thì tim nó còn bè ra nữa, nó rất là rộng ha, mình sẽ thấy cái tim trái rất lớn ở đây và nó có hình ảnh xung huyết, có những đường cạc bay nằm ở dưới đây ha. Rồi thì đây cũng vậy, có hình ảnh tràn dịch màng phổi bên đây nữa. Đây là mờ góc sườn hoành rất là rõ ở bên trái ha. Đây là cái đường cong của cái dịch màng phổi thì nên mình thấy rất là rõ, bóng phổi nó còn thò xuống phía sau đây. Rồi đây là một cái hình khác, mình cũng thấy là bóng tim rất là lớn, thậm chí là nó mờ luôn cộng với tổn thương tùy phổi luôn ha. Rồi đây là hình ảnh chụp nghiêng của phim phổi cũng tương tự như vậy, mình cũng sẽ thấy là bóng tim và hiện tượng xung huyết rất là nhiều ở đây ha, và cung động mạch chủ mình thấy chạy đây ha. Rồi siêu âm phổi thì mình thấy cái gì? Hồi xưa á, thì người ta nghe người ta nói siêu âm phổi thì thông thường họ sẽ cười, là bởi vì sao siêu âm là mình sẽ thấy cái mô đặc thôi chứ là mình không thấy cái mô khí. Nhưng mà sau đó một số tác giả người ta nghiên cứu, người ta thấy siêu âm vẫn có ý nghĩa, cho nên bây giờ nó trở thành là những cái tiêu chuẩn rồi. Như vậy thì mình sẽ thấy đường cái beeline cho siêu âm thì cái độ nhạy nó tới 94% và cái độ đặc hiệu cũng tới 92,4% đối với phổi cấp phổi do tim á. Siêu âm cũng có thể mình phân biệt giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là mình có thể thấy được dịch màng phổi vân vân, thì nên siêu âm nó có nhiều ý nghĩa. Mà đồng thời trong khi siêu âm phổi mình có thể mình siêu âm tim luôn, thành ra một công đôi ba việc. Rồi siêu âm tim tại giường thì đặc biệt quan trọng nha, lưu ý ha, mình có trong tay cái công cụ rất là phổ biến, đó là quan trọng mà rất là nhẹ nhàng, đó là siêu âm tim. Thì nếu bệnh nhân phù vỡ cấp vừa gặp mình thì mình có thể siêu âm coi thấy cơ nhú có vỡ hay không, có thiên thông liên tắc cấp tính do nhồi máu cơ tim nó thủng vách liên tắc nha. Đây là biến chứng chứ không phải là thông liên tắc mà tim bẩm sinh, đây là mắc phải. Rồi coi thấy có chèn ép tim hay không, có vỡ thành tự do hay không, hay là cái sùi nội tâm viêm nội tâm mạc nó có làm cho nó tróc đi đâu, hay là nó phất phơ, hay là thậm chí mình có những cái missome gọi là u missome, nó biết cái đường ra của dĩ trái nó cũng gây ra phù phù phổi cấp. Rồi đặc biệt đây là một cái kỹ thuật rất là đơn giản. Hồi xưa thì thầy học á, giai đoạn mới ra trường á, thì nghe nó có vẻ lý thuyết, nghe trong những cái băng đĩa của nước ngoài, lúc đó bắt đầu có băng đĩa thì mình thấy nó cũng xa vời. Nhưng mà sau này mình đi chuyên khoa tim mạch mình thấy cái này thì quá đơn giản, thành ra đo áp lực động mạch phổi biết là một cái công việc cũng không có gì phức tạp, chỉ có mình có đồ hay không và có cái phòng thông tim hay là có máy soi X-quang hay không thôi, là cũng không có phức tạp gì lắm, có kỹ năng chút là làm được. Thành ra lưu ý một lần nữa là mình đo áp lực động mạch phổi biết để mình coi thử coi nếu như mình phân biệt đó là phù vỡ cấp do tim thì buộc lòng áp lực động mạch phổi biết nó phải vượt trên 18 mm thủy ngân. Thành ra đi thi nhớ cũng chuẩn bị một số câu trắc nghiệm mà thầy sẽ hỏi là những con số này ha. Khi áp lực động mạch phổi biết mà nó trên 325, thậm chí nó trên 30 thì chắc chắn bệnh nhân nó phù phổi cấp chứ không chạy đâu thoát hết nha. Còn lại nếu phù phổi cấp mà mình đo áp lực động mạch phổi biết dưới 18 là chỉ có một trường hợp là gì, phù phổi cấp tổn thương thôi, có nghĩa là không liên quan tới thủy tĩnh thì nó mới là bình thường. Rồi khi đặt cái ống thông động mạch phổi thì mình cũng có thể phát hiện nhiều thứ khác, hay là mình đặt cái ống thông trong buồng tim mình cũng có thể thấy những cái dạng sóng bất thường, ví dụ như những cái sóng V hay là những cái đường biểu diễn bất thường khác. Ngoài ra thì khi mà đặt cái ống thông xoang gan này á thì chúng ta còn đo được cái gì, mình đo được cái cung lượng tim nữa. Nếu mà có cái cảm biến nhiệt thì mình đo được cung lượng tim luôn là CO. Thì cái cung lượng tim mình á, nếu mà mình á, chỉ số tim hay là cung lượng tim nó nhỏ hơn 2,2, hay là chỉ số tim nó nhỏ hơn 2, 1,8 tới 2,2 thì thông thường là bệnh nhân này đang ở từng tình trạng là cái tim nó quá tệ rồi nè, sốc tim đặc trưng không? Thì áp huyết áp tâm thu nó dưới 80, chỉ số tim thì lúc đó nó rất là thấp, bình thường chỉ số tim nó không ở mức này, nó ít nhất là 2,2 trở lên.
và lúc đó thì áp lực động mạch phổi biết nó trên 18. Như vậy thì khi mà mình đọc, mình xong tim, mình thông tin là mình sẽ thấy những con số rất là điển hình. Rồi. Qua tài qua xử trí đi. Như vậy thì chẩn đoán phù cấp thì mình nghe lâm sàng, ha, mình hỏi bệnh sử có một cái bệnh sử rất là đặc trưng là bệnh nhân đột ngột khó thở và cái chuyện khó thở của họ liên tục. Xong đó họ mới khó thở ngồi, thậm chí họ kho ho ra đàm bọt hồng. Rồi họ hỏi mình hỏi họ thì họ có một cái tiền căn là một cái bệnh lý van tim đúng không, hoặc là họ có những cái bệnh lý tăng huyết áp chẳng hạn, thì đó là những cái tiền sử. Sau đó mình làm những xét nghiệm thường quy và xét nghiệm chẩn đoán, mình chẩn đoán xong thì bây giờ mình xử trí. Như vậy thì xử trí ban đầu bệnh nhân phù cấp thì mình làm gì? Thông thường thì các em nhớ là mình giải quyết cái vấn đề ABC của hồi sức là gì, là đường thở, là việc thở của bệnh nhân của mình, đó là đường thở, hô hấp và tuần hoàn. A là airway, B là breathing và C là gì? Circulating, có nghĩa là đường thở phải thông thoáng. Thứ hai là cái việc thở của họ nó phải nó bị thở của họ nó phải đảm bảo, và thứ ba nó là phải có tuần hoàn circulating. Như vậy thì oxy nên được cung cấp liền để bệnh nhân có độ bão hòa mức cao hơn 90%, và các phương pháp cung cấp oxy sử dụng mặt nạ hay là BiPAP hay là CPAP thì tùy, nhưng mà người ta khuyến cáo là nếu bệnh nhân mà cần thiết lắm thì chúng ta mới đặt nội khí quản, có nghĩa là xâm lấn, còn không thì người ta sẽ CPAP hoặc BiPAP cho nó ít xâm lấn hơn, gọi là non invasive, gọi là deep đó. Đây là thở không xâm lấn, non invasive, còn cái đặt nội quản rồi thì thông thường là chúng ta sẽ khó khăn trong việc rút nó ra. Thứ tế ban đầu là mình sẽ điều trị nội khoa phổi cấp tập trung vào ba cái mục tiêu chính, đó là giảm hồi lưu tĩnh mạch phổi nha. Tại vì hồi lưu tĩnh mạch phổi mà nó về mà nó tăng cao lên á thì lúc đó là nó ứ trên cái mao mạch phổi, nó ứ ngược lên trên phế nang và phế nang nó bị lấp đầy, giảm sức cản mạch máu hệ thống và giảm co bóp phụ trợ nha. Giảm tiền tải làm cho giảm cái áp suất thủy tĩnh mao mạch phổi, mình giảm tiền tải đi làm cho gì, mình cho Lasix vô nó đánh lộn. Giảm hậu gánh làm tăng cung lượng tim và cải thiện chức năng. Bây giờ mấy em học xong bài này hay là học các bài tim mạch, mình có biết là hậu gánh là cái gì mà tiền gánh là cái gì? Tĩnh mạch nó đổ về đúng không? Đây là tĩnh mạch nó đổ về, đây là nhĩ cha nhĩ phải, đây là thất phải, thì bên đây nó gọi là tiền gánh nha, đổ về bên phải. Bây giờ tất cả cái này nó lên, nó trao đổi trên phổi, đây phế nang đây, sau nó về bên nhĩ trái, nó về bên nhĩ trái với bốn cái tĩnh mạch phổi giống như thế này, bốn cái tĩnh mạch phổi nó về giống như cái hình mình thầy vẽ đây. Như vậy thì máu nó về đây, nó về hết đây, như vậy nó về từ bốn tĩnh mạch phổi nó đổ về nhĩ trái, thì đây là cái vẫn là cái tiền gánh của thất trái, từ đây nó lên đây vẫn là tiền gánh của thất trái. Như vậy thì trước cái nhĩ trái nó là tiền gánh hết, từ đây xuống đây. Bây giờ thất trái nó nhận hết máu từ bên phải về, nhưng mà quá nhiều qua tới đây quá nhiều thì tiền gánh nó tăng lên. Như vậy thì nó nhận nhiều quá nó mới đâm bơm ra động mạch chủ không được, động mạch chủ bơm ra không nổi thì lúc đó là cái tim nó sẽ suy, có nghĩa là nó giãn nặng hơn. Cho nên khi chúng ta cho thuốc là chúng ta phải giảm cái tiền gánh ở đây, tức là giảm lượng máu về về tim phải, đồng thời chúng ta phải giãn cái động mạch chủ ra để gì, để tim nó bóp ra cho dễ. Cho nên mình phải cho làm gì, cho lợi tiểu, và mình cho những bệnh nhân quá tải dịch là mình cho lợi tiểu. Rồi một trong những cái mà giảm tiền gánh là gì, là chúng ta siêu lọc nha, CRT là siêu lọc, và trong một số trường hợp chúng ta phải đặt cái bóng nó hỗ trợ, gọi là bóng đối xung động mạch chủ, để làm chi, để chúng ta giúp cho cái tim nó bóp ra nhẹ nhàng hơn, mà nó giúp khoảng chừng 20 đến 25% công lượng tim. Bóng nội động mạch chủ này rất là hay, nhưng mà cái chỉ định của nó thì cũng sử dụng khá là phổ biến ở Việt Nam bây giờ, nó không có gì hiếm giống như hồi xưa. Thì bạn nào siêng thì lên mạng gõ là cái cơ chế bóng đồng mạch chủ này rất là hay nha, nó hỗ trợ cung lượng tim tới 20 tới 25% thôi. Rồi thông khí cơ học thì mình có thể là không xâm lấn thì CPAP, BiPAP, mà xâm lấn thì đặt nội khí quản để thông khí cho bệnh nhân. Lưu ý là khi chúng ta cho thuốc, đây là những thuốc giảm tiền tải, hay là mình cho nitroglycerin là giảm giảm tĩnh mạch nè, không? Rồi giảm mạch vành nữa, còn lợi tiểu là mình giảm cái thể tích mà về cuối tâm về bên thất phải, rồi sau đó giảm thể tích máu về bên nhĩ trái chỗ này trước khi nó vào tim trái, thì những cái lượng máu này mình phải cho đi tiểu là hết thì họ mới khỏe. Rồi mình có thể tiền mê với những cái thuốc làm giảm tiền tải,
Ví dụ như là những cái thuốc morphine, nếu anh ta phù phổi cấp thì phải dùng morphine, nghe nó nhiều liền nha. Đó là morphine, là cái này mình giảm vừa êm vừa giảm những cái giãn cái mạch đồng đầu tiên nó vô, là nó giãn mạch trước, rồi sau đó nó bắt đầu nó mới gây ra ảnh hưởng trên cái chuyện là hỗ trợ trong cái chuyện là an thần cho bệnh nhân. Có những cái thuốc làm giảm trực tiếp cái áp lực động mạch phổi nhưng mà ở mình không có sử dụng. Đây là những cái thuốc mà mình gọi là giảm hậu thải từ nguồn, có ức chế mân chuyển và ức chế thụ thể, hay là nitroprusside, nhưng mà nitro thường thường người ta ít dùng, khi nào huyết áp thật cao thì mới dùng, cao lắm mới dùng, còn không là mình truyền vô là nó tụt huyết áp dữ lắm nha. Thuốc này là thuốc để truyền hạ huyết áp nhanh. Còn thường phần lớn là chúng ta sử dụng hai nhóm thuốc này, một trong hai nhóm thuốc này thôi nghe, là ức chế mân chuyển và ức chế thụ thể, mình giãn trực tiếp động mạch đó, là giãn động mạch đấy anh chị. Khi tim nó bóp ra mà cái động mạch nó đang giãn thì nó hẳn, thành ra nó bóp ra nhẹ nhàng đâu, nhưng mà lưu ý là huyết áp phải còn trên chín nè, huyết áp phải lớn bằng chín thì mình mới cho. Thế còn mình cho xong rồi thì bệnh nhân nó tụt lúc huyết áp luôn, thì lúc đó là bệnh nhân sẽ trụy tim mạch. Trong trường hợp mà huyết áp mà bệnh nhân thấp thì lúc đó mình sẽ cho dobutamine để hỗ trợ tim, nhất là suy tim phải thì mình cho dobutamine hoặc là dopamine, nhưng mà giờ dopamine thì người ta ít xài rồi, giờ thì người ta ít xài, chủ yếu là nếu tụt quá thì người ta dùng cho norepinephrine. Rồi những cái thuốc ở châu Âu người ta sử dụng cái thuốc mà kích hoạt cái chất gọi là ion canxi, thì còn có tên là levosimendan thì ở mình chưa có, hay là đối kháng thụ thể V2 là vasopressin, tôn vắc tăng ở mình cũng chưa phổ biến, nhưng mà những thuốc trên đây thì đã có phổ biến rồi. Thành ra các em đi lâm sàng lưu ý là tham gia điều trị một ca phổi cấp thì để coi thử là tại cơ sở đó người ta dùng cái gì, thấy không? Thuốc này tại Chợ Rẫy hay là các bệnh viện thành Việt Nam hiện tại chưa phổ biến, những mắc tiền chưa phổ biến, nhưng mà những cái thuốc trên này đều có hết. Rồi các biến chứng liên quan đến phổi cấp là bệnh nhân thường là mệt mỏi, bởi vì một khoảng thời gian người ta thiếu oxy rất là nhiều do suy hô hấp nữa, thành ra họ rất là mệt mỏi, họ có thể đột tử thứ phát do rối loạn nhịp tim, là một những cái quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái tim nó bóp ra không nổi mà nó gây ra phù vô cấp thì mà lúc người ta nghỉ nữa, thành ra cái việc còn lại nó rất là đe dọa. Bởi vì sao? Bởi vì cái chức năng tim lúc này, cung lượng tim nó quá thấp, thường thường nó nhỏ hơn 1,8 tới 2, 2,2 là bệnh nhân chịu không nổi. Nhất là những bệnh nhân mà kèm, nếu mà phù vô cấp mà kèm theo rối loạn nhịp nguy hiểm nữa thì rất là khó điều trị. À, là thầy lưu ý các em là khi điều trị OAP, tiếng Pháp dùng chữ là OAP, thành ra đi lâm sàng mấy em hay dùng cái chữ này chứ không phải dùng chữ này nghe. Người ta nói là có cao, có trường hợp OAP rồi, cái này là tiếng Pháp, tiếng Pháp OAP, cái này là acute pulmonary ha, đây là cấp nè, pulmonary là phổi, cái này là phù ha, đây là phù phổi cấp, tiếng Pháp mà nó nói như vậy. Như vậy thì để ngăn ngừa giáo dục bệnh nhân, đây là một công việc quan trọng. Thường thường bệnh nhân đang bị hẹp hai lá, bữa đó cái người nhà mua đồ về đãi có thịt chấm muối chẳng hạn, vậy ăn vô có 2-3 giờ tiếng đồng hồ sau cái lên cơn phù phổi cấp. Thật ra cái giai đoạn này mình phải giáo dục bệnh nhân là gì, là họ phải biết họ đang có bệnh tim, họ phải ăn uống rất là kỹ, chứ không phải là ăn uống giống như là ai mời gì cũng ăn, cho nên họ không có thể, cái không diễn tiến tới cái bệnh này. Một khi mà có bệnh tim rồi mà nó diễn tiến tới phù phổi cấp thì lúc đó nó làm cho cái việc điều trị này nó rối vô cùng, thậm chí bệnh nhân này không thể ra khỏi cơn, cho nên tỷ lệ tử vong nó mới cao. Nếu trường hợp mà mình quá sức điều trị của mình ở cơ sở, mặc dù mình có cái trình độ chuyên môn nhưng mà mình lại không có phương tiện để mình làm, thì lưu ý là chúng ta cũng nên chuyển bệnh nhân đi, hay là mình hội chẩn với bác sĩ khác, nhất là mình đã làm bác sĩ nội tổng quát thì mình phải alo cho mấy anh em tim mạch. Nếu bác sĩ tim mạch mà phổi phổi cấp điều trị không ra mà nghỉ mạch vành tim thì mình phải alo cho bác sĩ tim mạch can thiệp luôn, hoặc là alo cho bác sĩ ngoại khoa để người ta phẫu thuật khẩn cấp, chứ còn mình điều trị nó cũng không có tới đâu hết. Thành ra trong trường hợp mình phải nhìn nhận cái vấn đề là tái thông mạch vành hay không, hay là phải sửa van hay không, thì mỗi cái ngày là mỗi chuyên khoa khác nhau. Ví dụ như ở bệnh viện thầy, người ta phù phổi cấp nữa cũng hay gọi, thì nội tim mạch họ vẫn gọi, gọi chi để tái thông mạch vành đi, rồi chuyển bệnh lên tuyến trên nãy tôi nói rồi nha. Nếu như trường hợp cơ sở của mình mà không có đủ phương tiện thì mình nên chuyển lên tuyến trên, nhưng mà phải đảm bảo là trong quá trình chuyển đi, bệnh nhân phổi cấp do rối loạn chức năng van tim, các cần thay van khẩn cấp thì mình chuyển lên tuyến trên cho họ mổ. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến sốc tim phổi cấp thì mình chuyển lên cho chỗ nào có can thiệp mạch vành để mà họ can thiệp. Bệnh nhân phổi cấp cần hỗ trợ tăng co bóp
chạy thận nhân tạo vượt quá khả năng, chỗ mình không có CRRT thì mình chuyển lên chỗ nào có CRRT để họ rút nước bớt ra. Trong những trường hợp nghiêm trọng của sốc tim kháng trị thì cân nhắc chuyển sớm những bệnh nhân thích hợp đến trung tâm y tế chuyên khoa hơn nếu thực hiện các phương pháp điều trị tiên tiến hơn, để họ có điều trị tiên tiến hơn, nghĩa là những cái phương pháp họ có thể hỗ trợ, nhất là những cái thiết bị mà hỗ trợ thấp. Rồi cái phần phụ cấp hôm nay thầy giảng nhanh để cho các em nắm cái vấn đề. Bài này thuộc dạng bài khó, thành ra thầy không có y sáu của em đó, thì đi lâm sàng cố gắng xem cho được một bệnh nhân phụ cấp, thành ra người ta dùng chữ là OAP ha, tiếng Pháp là OAP. Edema acute pulmonaire là phổi vỡ cấp bằng tiếng Pháp. Như vậy thì thầy review lại một lần cho các em xem cái bài này trước khi mình qua cái bài tiếp theo, rồi mình kết thúc chương trình. Thì phổi vỡ cấp mục tiêu học tập của các em nắm rồi ha. Xong bài này thì thầy sẽ gửi cái bản Pháp này cho các em. Một số lỗi chính tả mà các em cố gắng coi lại. Như vậy bài chủ yếu tập trung cái vấn đề là định luật cân bằng Starling. Có nghĩa là khi mất cái định luật, mất cái băng quân bình này thì bệnh nhân nó sẽ có hiện tượng là phù phổi cấp nha. Thành ra nó có những cái vấn đề là ví dụ như là tăng mao mạch phổi, áp lực mao mạch phổi, giảm áp lực keo huyết tương mà tăng áp lực âm mô kẽ. Áp lực âm mô kẽ nghe tức là áp lực âm mô kẽ là áp lực rút máu ra ngoài mô kẽ, bên trong thì muốn đẩy ra mà bên ngoài là muốn rút ra nữa, thành ra nước ở trong lòng mạch nó sẽ thoát ra mô kẽ. Nên các em phải nhớ tổn thương hàng rào phế nang mô mạch nó cũng làm cho hiện tượng này xảy ra. Tắc bạch huyết có nghĩa là nó dẫn lưu cái túi phế nang đi. Ví dụ túi phế nang nó đang đầy trong đây, bây giờ nó cần cái mô mạch bạch huyết đây, bạch huyết đây nó cần dẫn đi chỗ khác, tức là nó rút nước đi giống như đường thoát nước của mình. Nhưng mà cái này nó bị nghẽn rồi, thành ra nước vào trong phế nang bao nhiêu thì nó không được bạch huyết dẫn đi, thì lúc đó nó cũng phù với cấp, mặc dù cái lượng nước vào này nó cũng không nhiều lắm. Rồi cũng có một số cơ chế vô căn, thì nên mình học xong mình mới biết phù vỡ cấp vô tim thì mình mới thuộc cái phương trình Starling này nghe. Phương trình Starling này sẽ bị hỏi, cho nên các em lưu ý là phải thuộc. Thầy nhắc tới nhắc lui có rất nhiều cái thông tin, nhưng mà những thông tin nào thầy nhấn mạnh thì thầy phải lưu ý. Đây là mạch máu, đây là mô kẽ, tiếng Anh nó là IT, viết tắt chữ IT, interstitial cell. Rồi như vậy thì trong nó có hai cái dạng áp lực, một cái dạng áp lực viết tắt bằng chữ P 3,14 chữ point á, còn một viết tắt bằng chữ P này á là áp lực thủy tĩnh. Hai cái áp lực này nó khác nhau, lưu ý áp lực thủy tĩnh mà càng cao thì nó đẩy nước ra bên ngoài, áp lực thủy tĩnh ở bên ngoài mà càng cao thì nó đẩy nước vào bên trong. Đây là thầy đang xét cái phương trình này. Nhưng là nếu áp lực keo mà trong lòng mạch mà nó càng cao thì nó hút nước vào trong này, và áp lực keo ở ngoài thì áp lực keo chỗ nào mà cao thì nó sẽ hút nước về phía bên đó. Nó dạy cho nó dễ hiểu, thì hai này nó giống nhau. Nó nghĩa là gì? Keo ở đâu thì nước ở đó, thủy tĩnh ở đâu thì nước phải đi chỗ khác. Nói vậy là các em hiểu rồi ha. Như vậy thì cái phương trình này cân bằng này nó thể hiện bởi những cái hệ số K là hằng số lọc của cái màng này, hằng số lọc của màng này, và cái alpha là cái hệ số phản xạ. Hệ số phản xạ này thì mỗi người hay là mỗi cơ thể nó khác nhau, đó là làm thí nghiệm mà mới biết. Như vậy thì phần lớn còn lại là phụ thuộc vào những cái áp lực này. Rồi nhớ ba cái vùng này ha, ba cái vùng này có cái áp lực nó khác nhau hoàn toàn, nhất là cái vùng trên cùng thì áp lực phế nang nó mạnh hơn áp lực động mạch và mạnh hơn tĩnh mạch, thành ra phế nang còn trên đây, chứ nếu mà trên đây mà nó ngập luôn thì lúc đó là bệnh nhân này sẽ tiêu luôn, bởi vì sao? Không còn một cái đổ oxy. Rồi có ba giai đoạn chúng ta biết rồi, và cơ chế gây bệnh là đây là những cái cơ chế gây bệnh và theo sinh lý bệnh ha. Những cơ chế làm tăng áp lực thủy tĩnh và làm giảm áp lực keo trong mao mạch gieo lòng cho phù phổi cấp xảy ra, hoặc là một tệ hơn một cái nữa là gì? Áp lực gọi là cái mao mạch bạch huyết của bệnh nhân bị tổn thương, thì lúc đó là nó không có dẫn lưu được cái dịch từ các cái mô kẽ hay phế nang về, thì nó cũng gây ra phù phổi cấp, cho nên mất quân bình với các cái này. Như vậy các em có thể hình dung nhìn đây, có thể thấy là thất tá nó bóp ra không nổi, hay là tâm nhĩ nó bị nghẽn, hay là loạn nhịp tim, máu nó ứ trên phổi, hay là những cái vấn đề khác thì đều gây ra cái chuyện là phù phổi cấp. Rồi nhớ là tử vong của cái bệnh lý này cũng khá là lớn,
Thành ra mình phải lưu ý một cái bệnh sử mình có hỏi cho được là bệnh nhân khó thở kịch phát về đêm và thở liên tục, khó thở phải phù phải ho bọc hồng vân vân, trong khó thở kèm ra đau ngực. Rồi các cái triệu chứng thực thể thì mình có thể khám là những bệnh nhân có những cái triệu chứng giống như là triệu chứng ở tim, nhưng mà đặc biệt là mình nghe ra nở phổi rất là nhiều nha, ra nẫm ra nổ rất là nhiều. Rồi mình có thể nghe được tiếng T3 hay là những cái âm thổi tâm thu của các tiếng van của các bệnh lý van tim đi kèm. Ví dụ như hẹp hai lá mình có S1, tức là T1 lớn, T1 đanh ruột tâm trương rồi đó. Rồi. À, nhớ là khám chẩn đoán lâm sàng thì mình phải chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh phổi liên quan do tổn thương màng phế nang mau mạch gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Tổn thương phế nang này thường thường do những nguyên nhân trực tiếp, giống như thầy nói là bệnh do hít phải hơi nóng của các cái đám cháy chẳng hạn vậy. Một số tình trạng phổi cấp không do tim chủ yếu là ảnh hưởng đến lực Starling hơn là hàng rào phế nang. Rồi thì cái cận lâm sàng chẩn đoán lưu ý nha. Chẩn đoán phân biệt phổi cấp bao gồm là những cái bệnh lý phổ biến này, tại vì đây là những bệnh lý do phổi, tràn khí màng phổi, phù phổi cấp ở độ cao, phù phổi cấp do thần kinh, nó không phải là thủy tĩnh của mình, thuyên tắc phổi và siêu hô hấp. Thì tất cả những bệnh lý này nó biểu hiện là ở cái phổi của mình hết, thành ra thông thường là mình phải phân biệt nó. Tràn khí màng phổi thì mình chụp phim mình biết rồi, ở độ cao thì mình biết bệnh nhân nó vừa lên cao mình bị thôi. Phổi cấp tức là lúc này nó biểu hiện là rối loạn các cái áp lực nha. Phù phổi cấp do tọa thần kinh là do bệnh nhân, phổi thuyên tắc phổi nó cũng gây ra hiện tượng tắc cái động mạch phổi thì nó gây ra tổn thương phổi. Như vậy thì đây là những cái chẩn đoán hay những bệnh lý mà mình phải lưu ý. Rồi lưu ý là cận lâm sàng thì mình làm những xét nghiệm thường quy và những xét nghiệm để chẩn đoán. Chụp vi tính các lớp này là thường là để chẩn đoán phân biệt là chính, chứ không phải là để chẩn đoán phổi cấp nha. Còn trong trường hợp mà kết hợp thì mình dùng này để mình chẩn đoán phổi cấp thì quá tốt. Nhớ là BNP thì người ta dùng với giá trị khoảng chừng 100 và NT và BNP thì người ta dùng giá trị khoảng chừng 400 tới 450, tùy theo tuổi mà cái giá trị này nó càng lúc nó càng tăng. Thành ra thầy mới đưa ra cái nhiều thông tin như thế này để cho các em lưu ý, chứ không phải là mình cứ cứng nhắc là một con số, nhưng mà phần lớn cái giá trị nào người ta đang sử dụng. Rồi ít quang tim phổi đây là một công cụ rất là đơn giản rẻ tiền nhưng mà có thể giúp cho mình chẩn đoán rất là nhanh phổi phổ cấp. Và đặc biệt là lưu ý ha, bệnh nhân hết phổi phổ cấp rồi thì cái phim phổi mình chụp lại nó vẫn còn như thế này, là bởi vì sao? Cái sự mất hình ảnh trở về bình thường giống như thế này nó cần có thời gian. Rồi ngoài ra mình chụp phổi mình cũng có thể thấy là những cái chẩn đoán tim to hay là kèm tới những cái viêm phổi thùy rồi kèm theo không quan thì tràn dịch màng phổi đây. Rồi siêu âm tim, siêu âm phổi thì độ nhạy và độ chuyên khá là cao, thành ra bạn nào đi lâm sàng thì thấy một số anh chị là làm hô hấp người ta cũng có chứng chỉ ha, có cái khả năng siêu âm tim thì họ cũng có thể dùng siêu âm tim để họ chẩn đoán phổi phổ cấp được, nhưng mà mình phải có chuyên môn. Siêu âm tim là một những cái công cụ giúp mình đánh giá nhanh là những cái bệnh lý về của tim gây ra phổi phổ cấp. Nhớ là cái bây giờ hồi xưa thì hỏi scan gan rồi thấy các thông số về áp lực động mạch phổi biết thì lúc đó nó hơi xa xỉ, nhưng mà ở mình hiện tại thì ở các bệnh viện đều có thể làm được cái phương pháp này, thành ra đây là một cái giá trị, một cái giá một cái xét cận lâm sàng mà giúp cho chúng ta chẩn đoán, một cái thủ thuật mà giúp cho chúng ta chẩn đoán rất là tốt để chẩn đoán phân biệt. Lát nữa qua cái bài đoán tim thì thầy sẽ nói lại cái thông số đó. Rồi ngoài ra thì đặt cái sonde Sharp mà có cái cảm biến nhiệt thì chúng ta có thể đo được cái cung lượng tim CO, nén như CO bệnh nhân mà nó rớt dưới 2,2 lít phút thì bệnh nhân biểu hiện rối loạn chứ cái cung lượng tim này. Rồi xử trí ban đầu thì lưu ý lại ha, là đầu tiên là mình tiếp cận một cái vấn đề cấp tính, thường thường mình cũng để ý là ABC là airway breathing và circulating đó, mình đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. Các phương pháp cung cấp oxy có thể là xâm lấn invasive hoặc là NIP, tức là non invasive đó. Nhưng mà người ta lưu ý là trong phổi phổ cấp thì một số người mà thầy cũng hay dùng nghĩa là dùng NIP này rất là hiệu quả. Trong thời gian bệnh nhân siêu hấp mình cho ta thở NIP, nghĩa là thở non invasive CPAP hoặc BiPAP,
thì bệnh nhân này mình cho nó đủ oxy, oxy đủ xong xuôi rồi mình lại rút nước tiền tải và hậu tải cho họ thì họ sẽ khô liền. Rồi. Rồi, nhớ là trong một số trường hợp chúng ta không rút nước được thì chúng ta sẽ dùng máy lọc gọi là siêu lọc. Chúng ta dùng bóng đốt xung động mạch chủ, lát trong bài choáng tim thì thầy có nói luôn cái bóng này. Đây là một cái phương tiện mà rất là nó cũng khá là hay, nhưng mà dùng nó thì phải biết, phải có kinh nghiệm chút cho ông thôi là nó tác dụng được. Thông khí cơ học, ở đây là những cái xâm lấn đó. Rồi thuốc men thì nhớ là chúng ta xài nitro, xài lợi tiểu để chúng ta rút bớt tiền tải, còn liều như thế nào thì đi lâm sàng mình biết thêm ha. Thầy không hỏi liều với các em gì trình độ các em mình, nếu mà dạy dạy liều nữa thì sợ không nhớ thôi nhá. Lợi tiểu dùng furosemide nha, furosemide 2 ống 20 mg, có thể mình tiêm tới 10 lần lận, nghe không, 5 tới 10 lần, có nghĩa là thành ra 10 ống lận tới nào người ta tiểu ra thôi. À, cho 20 chưa tiểu ra, cho thêm 20 nữa, cho thêm 20 nữa, cho thêm 20 nữa, cho hoài. Nhưng mà lưu ý, chúng ta cho tới hầu bệnh nhân tiểu ra là kali nó tụt lúc, ha, nó hạ kali. Thành ra cho 4 ống 6 ra, thậm chí có những bệnh nhân thì cho cái khoảng chừng 10 ống nó mới tiểu ra được. À, khi người ta tiểu ra được rồi là bệnh nhân sẽ khỏi ra khỏi cơn. Mình cho nitroglycerin nếu như huyết áp còn trên 90 nghe. À, trên 90 thì mình cho được, còn nếu huyết áp dưới 90 rồi là cái thuốc này không sử dụng được. Mình có thể cho tiền mê với những cái thuốc ví dụ như fentanyl hay là midazolam, nhưng mà những cái thuốc đó có rất là ảnh hưởng hô hấp, nhưng mà thường thường người ta cho morphine nó nhẹ hơn. Morphine nó vô nó làm giúp giảm cái áp phổi trước, rồi sau đó nó mới làm bệnh nhân những cái vấn đề khác, ví dụ như là nó làm cho bệnh nhân nó an thần kinh. Rồi, nhớ là đây là hai cái thuốc để gọi là giảm hậu tải. Hồi nãy thì nó hậu tải là cái gì rồi nha, sau cái thắt trái cái LV này á, là những cái động mạch chủ, đây là mạch chủ, đây là van động mạch chủ, thì mình cho thuốc giảm hậu tải là cái động mạch chủ này nó giãn ra chút, thành ra máu nó bơm ra rất là dễ nha. Còn cái thuốc này là truyền khi nào huyết áp cao thật cao là nitroglycerin mình truyền, thầy chỉ nói là cái tên thuốc thôi, còn cái liều thuốc thì các em thầy chưa có hỏi tới, bởi vì đối với trình độ của em dạy điều trị nhiều quá thì các em sẽ bị sẽ chóng mặt không nhớ nổi. Nhưng mà hỏi thuốc thì mới biết, tên thuốc thì mới biết. Thành ra hiện tại Việt Nam mình sử dụng các thuốc này nha. Còn những thuốc ví dụ như levosimendan hoặc là tolvaptan này hiện tại chưa có phổ biến, ngay cả chợ rẫy cũng không có thuốc này luôn, chỉ có là dobutamine, dopamine, norepinephrine, nhưng mà người ta có thêm cái thuốc là mirinol, nhưng mà có. Nhớ là biến chứng thì phụ phổi cấp, sau phụ phổi cấp thường thường nó là viêm phổi, đột tử, đột nhịp tim. Đó là mình quá chỉ định của mình thì mình đi hội chẩn hoặc là mình chuyển lên tuyến trên cho họ can thiệp. Đặc biệt là hai trường hợp can thiệp sau đây nó là gì? Người ta phẫu thuật bắc cầu, ta thay van và người ta can thiệp mạch vành da nha, sửa van đây và can thiệp mạch vành da. Thầy thì hay làm cái này. Bệnh nhân 90 tuổi mới làm vừa rồi một ca 90 tuổi phù hợp cấp, chuyển từ bệnh viện gia đình qua, cuối cùng chụp ra tắt một nhánh động mạch vành và can thiệp bệnh nhân hôm nay ổn. Đó là một những cái kinh nghiệm rất là thực tế. Rồi bây giờ các em có câu hỏi gì không thì bài phụ cấp lát nữa thầy coi thầy sẽ gửi cho những cái phần chính thì thầy đã giảng rồi, bạn nào rảnh thì đọc thêm ha. Em có nghe rõ không? Nghe rõ thầy ơi. Nhóm em là lớp lớp y không mấy thì quên rồi. Vậy không một thôi. Không một hả? Rồi. Rồi bây giờ